Ở đây có bạn nào theo dõi kênh Văn Sáng Vlog không? Thì cái bạn này, bạn ấy vừa xin nghỉ làm công ty, một công ty cách nhà khoảng 30 cây. Có nghĩa là bạn ấy là từ bên Hưng Yên là cứ sang làm bên mạng Hà Đông Hà Nội này, là cứ sáng lái xe đi 30 cây và tối lại lái về 30 cây. Là bạn ấy đi con xe Vios ấy, là với mức lương là bạn ấy chia sẻ là 13 triệu. Nhưng từ khi cái kênh YouTube của bạn ấy được cái lượng sub là khoảng 15k sub, là bạn ấy đã sẵn sàng cho cái việc nghỉ hưu. Thì bạn ấy xin thôi việc rồi. Đấy. Cái thu nhập mà từ cái quảng cáo của kênh YouTube ấy nó thấp lắm. Nó một tháng nó chỉ mang lại cho bạn ấy khoảng 4 đến 5 triệu. Nhưng cái mà bạn ấy chia sẻ là cái lượng người biết đến bạn lớn, và khi bạn ấy cần bán một cái món đồ gì đó, cần thì có một thời gian là bạn ấy bán trái cây cho bà chị bán cực kỳ nhanh hết. Và mình rất ủng hộ cái việc bạn ấy nghỉ việc, bởi vì bạn ấy có chia sẻ là ngoài cái thời gian bạn ấy tập trung phần lớn vào cái việc làm YouTube này thì bạn ấy sẽ chạy thêm Grab. Thì khi có cái độ nổi tiếng, cái độ phủ sóng như thế thì mình nghĩ chắc chắn là bạn ấy mà chạy Grab thì bạn ấy sẽ là người gọi là nhiều khách nhất ở cái khu vực đấy, bởi vì rất nhiều fan sẽ đặt cho bạn đấy để quãng đường có thể gần xa, nhưng mà mục đích là để tâm sự và để chia sẻ những cái câu chuyện về cái hành trình gọi là tiết kiệm để mua xe ô tô của bạn đấy. Đấy. Nên là ở cái video trước thì mình là mục tiêu mình khuyên các bạn là với 20k sắp là bạn có thể sẵn sàng nghỉ vào văn phòng. Còn với mình bây giờ mình khẳng định là chỉ cần 10k sắp thôi là chúng ta hoàn toàn có thể gọi là thậm chí là nghỉ hưu sớm rồi. Vì cái 10k sắp là các bạn đã đang trên cái đà gọi là phát triển rồi. Khi có 10k sắp nhé, các bạn buôn bán bất cứ một cái mặt hàng gì rất dễ. Đấy. Cái kênh cũ của mình ấy nó chỉ có khoảng 6,5k sắp thôi, nhưng mà cái lượng lượng khách hàng để tìm đến mình sân nhà sau khi xem qua kênh mình cũng đã có rồi nhé. Thậm chí họ 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 nhờ xem được kênh họ mới gọi đến đội đội thợ mình đấy. Nên những bạn nào mà hoặc những ai mà xem được cái video này hãy lập tức xây kênh từ ngay từ hôm nay nhé. Rồi, chào các bạn.